Con là Mai Vẽ Nương Thị Ánh Tuyết ạ. À, năm nay con 24 tuổi ạ. À, hôm nay con đến đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa về đứa con của con. À, khi con mang thai bé được 3 tháng thì con có lên bệnh viện con khám thai thì bác sĩ có kêu em bé có chuẩn đoán em bé bị bệnh đau này, rồi bị hở hàm ích, rồi ruột thì nằm ở trên lồng ngực và bị tim bẩm sinh ạ. Và bác sĩ và mọi người cũng khuyên con là nên bỏ đứa bé này đi. Không bỏ thì cũng nguy cơ là chết niu hoặc là sinh non rồi cũng chết ạ. À. Vậy là gia đình con và vợ chồng con cũng tín thác vào lòng thương xót của Chúa và quyết tâm vẫn giữ đứa bé để sinh ra. Và ngày hôm nay là Chúa đã nhận lời con. Và con cũng nhắn tin cho cha, con cũng nhắn tin con xin cha cầu nguyện cho con. Và con cũng lên đây mấy lần được cha đặt tay và cầu nguyện. Và ngày hôm nay Chúa cũng đã nhận lời con và Chúa ban cho con đứa bé trai khỏe mạnh. Mấy tháng được mấy tháng? Dạ, bé được hơn 3 tháng ạ. Lúc sinh ra được mấy ký? Sinh ra được 4 ký 3 ạ. 4 ký 3 mà người ta bảo là phải là hở hàm ếch, rồi là gì nữa, tim bẩm sinh, rồi gì nữa, ruột đấy nằm ở ruột thế này nằm trên lồng ngực và bị đau, đó là bốn cái mà người ta yêu cầu là phải bỏ nó đi, nhưng mà cô ấy vẫn kiên quyết giữ lại và cô đã lên đây được mấy lần? Con lên đây được 2 lần. Vâng, cô lên đây 2 lần và cầu nguyện. Bây giờ thì đứa bé nó tên là Francisco Mai Trần Phúc Đức ạ. Mai Trần Phúc Đức, đây lúc nãy là đứa con gái, bây giờ là đứa con trai đúng không? Đây, đứa con của lòng thương xót. Con ở đâu? Dạ, con ở Phát Riệm ạ, địa phận Phát Riệm. Ở địa phận Phát Riệm. Rồi, con rồi.